Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman đây. Ngày hôm nay mình vào Minecraft BE để nhận nhiệm vụ của một người rất là quen thuộc với mình mà cũng quen thuộc với các bạn luôn. Cái người này á là cái người hả luôn luôn bảo vệ mình. Các bạn thử đoán xem đó là ai nào. Ok, thì khi mà mình đang trên đường trở về làng để nhận nhiệm vụ của một người quen thuộc á thì mình phát hiện ra, các bạn nhìn đi, một cây tre rất là cao luôn các bạn. Wow, mình chưa bao giờ mình thấy một cái tre nào mà cao đến như vậy luôn á. Ghê thiệt luôn các bạn. Mà mình leo lên cái tre này không được thì phải, đúng không? Mình đâu có leo được đúng không? Đúng rồi, tre sao mà leo được. Ok, chúng ta trở về làng và đi tìm ông thợ rèn để nhận nhiệm vụ thôi. Mà úi trời ơi, sao mà cao dữ vậy? Sao mà xuống đây? Ây da, ây da, ây da. Từ từ thôi, ây da. Ok, ok, chúng ta xuống từ từ là ổn mà. Rồi, trở về làng và tìm ông thợ rèn nhận nhiệm vụ thôi. Ông thợ rèn là cái người luôn luôn bảo vệ mình đó các bạn. Cho nên là mình rất thích ông thợ rèn. Các bạn có thích không? Thích thì cho ông thợ rèn một like nha mọi người. Ok, ui. Ủa. Ui, Herobrine. Ủa, đâu phải đâu, đâu phải đâu. Ui, lộn rồi. Ông này là ông thợ rèn của mình. Mà sao nhìn giống Herobrine dữ vậy trời. Chắc không phải đâu, ông thợ rèn chắc chắn luôn. Ủa mà sao ông thợ rèn lại nằm ở đây? Ui, có chú cảnh sát kìa. Ủa, ông thợ rèn ơi, ông có bị làm sao không? Sao tự nhiên ông nằm ở đây vậy? Chú cảnh sát ơi, chú cảnh sát, cho con hỏi là ông thợ rèn của con bị làm sao mà tại sao lại nằm ở nhà vậy? Xin chào cậu, vừa rồi trong ngôi làng này xảy ra một vụ trộm và nạn nhân của vụ trộm đó không ai khác chính là ông lão này. Tên trộm đã giằng co và khiến cho ông lão ngất xỉu và nằm ở đây. Hiện tại chúng tôi đang điều tra thì chúng tôi phát hiện ra rằng tên trộm đã lấy đi hết tất cả những gì mà ông lão có. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang điều tra và cố gắng tìm ra tên trộm nhanh nhất có thể. Trời ơi, cái gì vậy? Ông thợ rèn bị trộm hả? Sao lại như vậy được? Ông thợ rèn là người chế tạo vũ khí thì tất nhiên ông thợ rèn cũng có thể biết được cách để chiến đấu mà. Tại sao lại bị trộm cho được? Chắc chắn tên trộm này rất là nguy hiểm rồi. Bây giờ là người cảnh sát đang điều tra thì mình cũng không vô nhà được. Bây giờ phải làm sao đây? Chắc chắn là mình phải đi tìm được cái tên trộm đó. Chắc chắn là chỉ có những tên trộm vô nhà ông thợ rèn chỉ để là lấy được những cái nguyên liệu, chẳng hạn như là kim cương nè, sắt nè, vàng nè. Tại vì ông thợ rèn luôn luôn giữ những cái đó để chế tạo vũ khí cho người khác. Mà bây giờ đã bị lấy trộm rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ lên đường đi tìm cái tên trộm đó, đem những cái nguyên liệu về cho ông thợ rèn. Tức quá đi, tại sao lại đi trộm của ông thợ rèn chứ? Ok các bạn ơi, vừa rồi mình đã đi theo những chú cảnh sát để điều tra tìm được tên trộm. Thì hả, người ta đã tìm được cái nơi ở của tên trộm rồi mọi người. Đây, mọi người có thấy không? Nhà của tên trộm này có rất là nhiều gọi là những cái nguyên liệu quý hiếm luôn. Chẳng hạn như là kim cương và emerald đằng sau lưng kìa, các bạn thấy chưa? Và bây giờ á là những chú cảnh sát đang đi tìm tên trộm rồi. Nhưng mà có một điều á, để lấy lại được những nguyên liệu cho ông thợ rèn á thì mình phải hả giải mã được hết tất cả những cánh cửa này. Đây, những cánh cửa bị khóa nè, cánh cửa sắt nè, cánh cửa redstone nè, cánh cửa kim cương, cánh cửa emerald, cánh cửa lapis, rất là nhiều luôn. Bây giờ phải tìm cách để giải mã nó thôi. Sau khi mà mình giải mã được những cánh cửa ở đằng kia đó thì mình sẽ nhận được vàng nè, sắt nè, kim cương này nọ đem về cho ông thợ rèn. Đó, đây là những cái thứ mà mình cần phải đặt vào đây để mình đem về cho ông thợ rèn. Ok, bây giờ mình sẽ vào cánh cửa. Đây, cánh cửa bằng vàng là cánh cửa đầu tiên mình sẽ thử thách. Căn phòng đầu tiên là căn phòng vàng và mình đã vào trong rồi thì nó đã cho mình những cái này. Không biết làm cái gì đây. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái này, đập phá những cái này ra coi. Ok, wow. À, mình hiểu rồi. Mình sẽ phá từng cái đi. Rồi bây giờ mình sẽ đập, cố gắng mình đập cái này ra. Sau đó mình lấy cục đá, sau đó mình lấy than. Mình đã hiểu cái này rồi các bạn ơi. Rồi mình hiểu rồi, mình sẽ làm cái này rồi mình làm một bàn chế tạo nè. Rồi mình làm cái cây này. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái bàn chế tạo này ra. Rồi bây giờ chúng ta muốn lấy bằng đá này thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần cây cúp. Đó, mình sẽ cần phải khoảng là 8 cục đá để mình gọi là hả làm được một cái lọ bạn. Đào vàng là được. Đấy, cứ đào liên tục vậy thôi. Đấy. Bây giờ á cái vàng này mình sẽ nung ra tiếp tục nữa. Đấy, thấy chưa? Nung vàng ra, sau đó nó sẽ ra vàng, sau đó mình làm một cái khói vàng các bạn. Đúng rồi, mình phải làm cái khói vàng. Tại vì á yêu cầu là chúng ta phải làm khói vàng để đem về cho ông thợ rèn. Rồi cái này mình cần khói, nếu mà khói vàng á thì mình nghĩ là nó rồi rồi. Mình nghĩ là 6 cái là chưa đủ đâu, mình cần thêm. Rồi ok, ngon lành. Đấy, ngon lành canh đào. Bây giờ là phải tiếp tục đợi nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ráp thành một khối vàng. Ok, đây, cái này nữa. Cái này nữa. Sao kỳ thế nha.
Khoan từ, mình phải tách nó ra. Cái này mình không biết tách cho nên mình phải tách kiểu này đó. Đó rồi, ok, chúng ta đã có khối vàng rồi. Bây giờ là đem khối vàng này đem về cho ông Thợ Rèn. Ok, đó rồi, được một khối rồi đó. Bây giờ còn những khối khác nữa. Bây giờ là đến cái gì đây? Đến sắt các bạn à. Có một cái tấm bảng ở đây, nó hỏi là con mob nào, là cái con quái vật nào ở trong cái Minecraft á có thể nổ được. Wait, what? Slam nè, skeleton nè, zombie nè, mấy con này không nổ được. Ripper nè, đây đây chính xác, Ripper là nổ được nè. À, bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng gọi là cái độ hiểu biết của chúng ta ở trong Minecraft nha. Ok, cái gì đây? Block nào được gọi là cái gì? Gravity hả? Là sao, là dịch chuyển, là cái gì di chuyển được ha? Ok, what the gravity? Ui, cái này mình không hiểu cái câu hỏi rồi. Chết rồi, bây giờ mình sẽ chọn thử. Khoan, hình như là cái này. Wow, chuẩn không? Chuẩn luôn các bạn ơi, đúng rồi. Ờ, rồi nó hỏi là cái tên của cái skin gọi là mặc định á, thì các bạn biết rồi, mỗi lần vô Minecraft chơi á, cái skin mặc định đó chính là Steve. Ok, Steve ở đâu? Này John, Alex là nữ. Oh, Steve nè. Yes. Wow, cái này dễ. Cái này quá dễ luôn các bạn. Yes. Rồi, chúng ta đã được thêm một cục sắt để đem về cho ông Thợ Rèn rồi. Ok, yes. Tiếp theo là cái gì đây? Khoan, sắt rồi đến cái gì? Ui, đến cánh cửa kim cương các bạn à. Yeah, đến cánh cửa kim cương rồi. Cánh cửa này là cánh cửa quan trọng nè. Ok, vào thôi. Let's go. Cánh cửa kim cương là chúng ta phải bắt con cua rồi. Trời ơi, bắt con cua thì sao mà chơi. Rồi, ok. Yeah, come on. Yeah, ôi trời, biết ngay là sẽ fail mà. Trời ơi, cố lên nào. Come on. Thời luôn. Lâu lắm rồi mới bắt cua ở trên Minecraft PE. Mà Minecraft PE là trên điện thoại, chơi cực kỳ khó luôn. Đấy, thấy chưa? Cực kỳ khó luôn. Hạ cái này xuống nhảy cho nó dễ. Mình phải vượt qua bản thân của mình thôi các bạn ơi. Bây giờ á, ui, mình phải vượt qua bản thân. Tại sao? Tại vì ông Thợ Rèn đang cần mình giúp đỡ. À, cái tên trộm này cực kỳ là đáng ghét luôn các bạn ơi. Nó làm khó mình. Nó cố gắng làm như vậy để cho người ta không có lấy lại được những cái số nguyên liệu mà nó lấy trộm được á. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy xuống Slam. Ok. Yeah. Yes. Alright. Được một viên kim cương rồi. Yes. Yes. Ok, bây giờ là còn 4 viên nữa, đó là than nè, redstone nè, lapis và emerald. Ôi, chúng ta đang ở đâu nữa đây? Wow, bây giờ mình mới để ý nha, tên trộm này rất là thông minh luôn. Mỗi một cái nguyên liệu á, hắn đều tạo ra một cái bẫy chúng ta. Hồi nãy là mình bắt cua đúng không? Rồi sau đó là cái gì mình tạo, mình phải ráp được một cái khối vàng. Đó, nói chung là nhiều thứ quá. Rồi bây giờ là tiếp theo là cái gì đây? Một căn nhà, yêu đây. Ơi, có khi nào là nhà của tên trộm không? Quay, từ. Ui, toàn là giấy không à. Ui, hắn lừa rồi, để mình coi mình tìm được cái gì đây không. Ok, cái này là phải mình phải làm cái gì ta? Cái này là cái gì nè? Ok, không có một cái gì trong đây hết. Wait, what? Mình, cái tên này muốn mình làm cái gì đây? Wait. Ôi, có khi nào, hay là mình phải đi tìm cái nút ta? Ai, trời ơi, lừa được anh không? Đây, cái nút đây rồi, lừa được anh không? Oh my god. Lúc đầu thì rất là dễ, nhưng mà lúc sau nó lại tiếp tục cho mình qua một cái màn khác. Thì các bạn biết không, là cái này á, là chúng ta sẽ đi tìm cái nút rồi. Nhưng mà nó không dễ đâu các bạn. Không hề dễ một tí nào. Nhìn như vậy thôi chứ. Ui. Cái nút. Bây giờ các bạn tập trung nhìn giùm mình cái nha. Cái nút. Ơi, có cái nào nó giấu ngay chỗ mấy con này không ta? Chắc chắn là trong mấy con này. À. Ai. Đây nè, thấy rồi. Này thì gấu. Mình có thể vô trong được, nhưng mà bây giờ mình lỡ đánh rồi, giờ sao? Mình hơi bị ngu người một tí, rồi mình lỡ đánh rồi. Bây giờ là mình vô đó nó tán mình không ta? Ui, nó không tán mình. Ui, nó tán mình thiệt à. Ui, khoan, cái nút đâu? Ui, yes. Wait. Wow, mình chỉ ngu thiệt luôn á, nhưng mà hên là cái đồ đó nó cản lại rồi. Cái nắp á các bạn, nó cản lại cho nên là con gấu nó không đánh được mình, mừng quá. Wow, bây giờ lại tiếp tục tìm cái nút. Cái nút ở đâu đây? Quay. Ui, trời tối à. À, cái nút chắc chắn là ở dưới đây thôi chứ đâu. Tại sao lại có cái máy nấu thuốc ở đây ta? Kỳ lạ thiệt chứ. Mình phải tìm coi có cái gì xung quanh ở đây không? Phải có cái gì đó chứ. Ơi, có cái rương nè. Cái này cái gì đây? Magma cream à, kem magma hả? Rồi, ok, rồi sao nữa? Một cái rương nữa. À, mình biết rồi.
mình phải chế tạo cái loại thuốc đó là cái thuốc chống lửa các bạn. Bây giờ là bỏ cái này vô đó, bắt đầu nó sẽ gọi là nấu cái này lên trước. Đây cái này nè, cái này là cái Netherwatt, cái này ở dưới gì có nè các bạn. Ok, bây giờ mình để nấu lên cái đã nha các bạn. Rồi, cái đầu tiên đã xong, tiếp theo là mình sẽ bỏ cái magma cream này vào, cần thêm redstone vào nữa là bắt đầu nó sẽ trở thành một lọ thuốc cho chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, bây giờ là cho nó nấu chỗ đi. Come on, nhanh nhanh nào. Cái này khá lâu bạn nấu, chúng ta phải đợi thời gian nó nấu lên nữa chứ không phải là bỏ vô một cái là được liền đâu. Rất khó nha. Rồi, ok. Yes. Woo, yay, đây rồi, fire is gì đây, fire gì đây nè. Rồi, mình không biết đọc nhưng mà đây là cái thuốc chống lửa. Đó, mình lấy thêm mấy bình theo cầm cho nó chắc ăn thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ uống cái thuốc này vào. Và tất nhiên khi mình xuống đây thì mình sẽ không có sợ lava. Rồi, chắc chắn ở dưới đây có cái hố đây, mình nghi chỗ này nè. Chỗ này có cái hố không? Ok, mình không có lúng xuống được các bạn ơi, ở đâu ta? Mình chắc chắn là ở đây nó có cái lỗ rồi, ở đây nó có cái lỗ các bạn. Tên chậm này khá là thông minh. Đây. Mình phải tìm được cái đường. Đây rồi. Ok. Wow. Tên chậm này công nhận thông minh thiệt chứ. Ghê thiệt. Một cái đường hầm ở dưới đây luôn. Kinh dị thiệt chứ. Rồi ok, chúng ta sẽ bấm vô cái nút này. Yes. Chúng ta đã có than rồi. Bây giờ là tiếp theo là redstone nha mọi người. Wow. Ok, cái gì nữa đây? Hả? Cái này là cái gì? Ôi giời, bắn cung mà. À được, bắn cung thì đừng có đùa. Mình là cái này mình hơi bị pro đấy nhìn nè. Ôi trời. Từ. Cái này là phải chuẩn chứ. Ui. Xa hơn nữa à. Cái này không làm khó được mình đâu các bạn nhìn nè. Một phát một. À, xém tí ăn luôn thấy không? Xém tí ăn liền. Trời ơi, cái này nó easy cái gì đâu luôn á. Wait, what? Cái gì đây? Ồ, có bắt co nữa cơ. Wait, cái này là sao? À, đánh nhau với bọn zombie. Hàng gì mình thấy bọn zombie mình thấy cũng ớn ớn. Mình không biết là lý do tại sao nó lại cho mình gọi là hả bọn zombie ở trong cái hộp bếp rốc nè. Ủa, ơi tên trộm này có liên quan gì tới cái người trong hộp bếp rốc không mà tại sao đưa cho mình vô cái chỗ này trời. Ok, bây giờ mình đang lấy đồ các bạn. Bây giờ mình sẽ mặc đồ vô nè. Đấy, mặc cái quần vô, mặc cái dài vô, mặc cái áo vô. Rồi, cầm cái cung, cầm cái này. Ra đây, bọn zombie kia. Ra đây, ôi, lộn. Cái đường đồ nó nằm ngay cái chỗ mà nhìn quá là nguy hiểm cho mình. Ok, không sao. What? Các bạn nhìn ở trong đây nè. Mình sẽ bắt đầu nha. 1, 2, 3. Bấm chuông. Ủa, sao bấm được? Bấm, let's go. What? Wow, ăn táo vô. Why? Các bạn thấy Ripper nó nổ kìa. Oh my god, nổ đi, đúng rồi, nổ đi. Đúng rồi, chuẩn luôn. Hay quá, đúng rồi, phải nổ. Nổ là phải nổ mấy con này nè. Rồi ok, đánh nhau không? Mình sẽ tiêu diệt hết cái đàn này luôn. Ủa, đúng rồi, ôi, đâu cần đâu. Đâu có cần đâu. Này thì thích bắn không? Mình phải tiêu diệt. Bây giờ mình đang ngứa tay. À, cái tên này định nhốt mình vô cái hộp bếp rốc và đưa mấy con xì ke này ra hù mình. Các bạn biết rồi, đồ kim cương, táo vàng thì xì ke là cái gì? Không là cái gì hết. Đúng không nè? À, mình tiêu diệt hết luôn. Quê rồi, tức rồi nha. Rồi ok. Bây giờ là mình sẽ lên đây. Let's go. Lên một cái bậc thang. Đây là bậc thang gì đây? Ôi trời ơi, đùa với mình chắc. Easy. Easy luôn các bạn ơi. Yes. Mình được một cái la bitcoin. Ngon lành canh đào. Đây rồi. Yeah. Bây giờ chỉ còn cái emerald nữa thôi. Nó tưởng làm khó được mình nhưng mà đâu có khó được đâu. Ok. Tiếp theo là emerald. Ở đây nó ghi gì đây? Wither boss. Trời, mình đánh với con Wither à. Ok, let's go luôn. Lại là cái hộp bếp rock nữa rồi. Bây giờ. Yes. Đồ kim cương enchant luôn mới chịu ấy. Ok, bây giờ mình lại lấy tiếp tục Nether here, Nether star here rồi. Ok, mình sẽ quăng cái Nether star vào đây khi mà mình đã tiêu diệt được Wither rồi. Ok, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra Wither. 1, 2, 3. Oh my god. Ok, yes. Ok, từ từ nha. 1, 2, 3. Ui, lộn rồi. Chết rồi, lộn rồi, có sao không ta? Ok, không sao hết nha. Ok, nhảy lên nè. 3. Oh my god, nó tỉnh dậy rồi. No. Ăn táo vô một cái. Rồi, ok. Yes, cây cung. Cây cung, có cây cung rồi. Này thì cây cung nè. Có cây cung nè, sợ gì ai hả? Sợ gì ai? Ôi, sợ thiệt ấy. Ơi, ăn táo vô. Ui, sao con Wither này nó mạnh thế nha. Ui, nó đánh mình gần fail luôn rồi kìa. Ui, what? Nó mạnh thế.
Ôi, ăn táo vô. Các bạn thấy máu của mình rút, đang rút rất là nhiều luôn các bạn ơi. Không có dễ dàng để đánh bại được con Weeder này đâu. Này thì nè, thích bắn không? Thích bắn không? Ok, bắn không? Bắn không? Bắn không? Ok, wow wow wow, ăn táo vô, ăn táo vô. Không ngờ là cái tên chậm này đáng sợ thiệt. Tạo cho bắt mình phải tạo qua con Weeder này, đánh nhau với nó. Ok, bây giờ mình không có sợ đâu, mình đánh luôn, mình đánh luôn, mình... Ui, 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 what, cái gì vậy? No, 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 à, cái kiếm này ngon mà, cái kiếm này ngon mà. Quay nó rồi, nó đây nè, nè. Oh my god, wait, ok, xuất hiện được, yes, mình có thể hồi sinh lại được. Đây, 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 sợ quá cơ, ăn táo vô, 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 ăn táo vô. Bộ đồ kim cương của mình đã được enchant rồi, vậy mà đánh cũng không lại cái con Weeder này. Khá là ức chế đây. Ok, ăn thêm táo vàng vô nữa nè. Come on, come on, come on, come on. Không sao, không sao, không sao. Ok, ăn táo vàng vô liên tục luôn, ăn táo vàng vô liên tục luôn, ăn táo vàng liên tục luôn. Sắp tiêu diệt được nó rồi. Sắp tiêu diệt được nó rồi mọi người ơi. Này thì tiêu diệt được rồi. Yes. Yes. Nó nổ. Ui ui, nó nổ mình nổ luôn. Oh my god, oh my god, oh my god. Đừng. Đỡ lại. Nó nổ rồi, nó chuẩn bị nổ rồi. Oh my god, nó nổ nè. Yes, Nether ta đi rồi. Ném vô. Oh yes. Chúng ta đã có Emerald rồi các bạn ơi. Đây, Emerald đây rồi. Và tất cả những cái nguyên liệu ở đây đều có hết. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và cuối cùng, mình đã tìm được nguyên liệu cho ông thợ rèn. Nhưng mà có cái là mình chưa tìm được tên chậm. Tên chậm này chắc chắn là những chú công an sẽ tìm ra hắn thôi. Bây giờ là mình sẽ đem nguyên liệu này về cho ông thợ rèn để ông thợ rèn vui. Ok, chứ bây giờ chắc chắn ông thợ rèn đang rất là lo lắng luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem. Và nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đó sẽ bán cáo, bấm nhấn cáo nếu các bạn là fan chân chính ủng hộ nha. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn hơn sau. Bye bye.